Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong các bản tin thời sự trước, việc 3.700 công nhân ngành thủy lợi của Hà Nội bị nợ lương là hệ quả của việc chuyển từ phí thủy lợi sang giá. Trả lời cho hiện tượng này là việc 2 năm qua, thành phố Hà Nội đã thay đổi cơ chế xác định kinh phí đặt hàng dựa trên việc áp dụng mức giá được ban hành kể từ năm 2012, dẫn tới các công ty thủy lợi không những không có đủ tài chính để trang trải hoạt động mà còn nợ lương công nhân 2 năm liền. Những công nhân thủy lợi này đang vớt rác để khơi thông dòng chảy của kênh mương. Công việc của họ giờ đây là kiêm luôn cả công việc của công nhân ngành môi trường. Tuy nhiên, trong đơn mức định giá mà Ủy ban Nhân dân thành phố tạm tính cho họ, thì không có định mức vớt rác, vớt bèo hay cắt cỏ trên kênh mương như trước kia, mà tiền công được xác định nằm gọn trong mức lương chi trả chung, tức là dao động từ 2,5 đến 3,2 triệu đồng trên một tháng, và mức tiền thực lĩnh thì chỉ là 80%. Nó thối, nó kinh khủng lắm. Đấy, mà rác rưởi thì cứ triền miên, tuần nào thế, ngày nào cũng phải va, nó rất là nhiều. Do thành phố Hà Nội thay đổi cơ chế xác định kinh phí đặt hàng, đồng thời giảm trừ kinh phí đặt hàng năm 2015, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 đã giảm đáng kể, chỉ bằng khoảng 45% quỹ tiền lương năm 2014. Đến thời điểm hiện tại, công ty thủy lợi Sông Đáy đã nợ tiền điện khoảng gần 30 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội khoảng 3 tỷ đồng và chưa quyết toán được tiền lương năm 2016 đối với cán bộ, công nhân viên. Cũng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017, công ty không có nguồn để trả lương cho công nhân. Cái 6684 thì là cũng cắt giảm rất nhiều khối lượng công việc. Ở đây ví dụ như là công tác là chặt phát cây thủy sinh, cắt cỏ là không được tính. Thứ hai nữa là vớt bèo cả công ty rộng hơn khoảng 9 quận huyện mà chỉ được 2 người vớt bèo thì cũng rất là khó khăn. Do cái định mức khó như vậy nên đơn giá cũng bị thấp theo. Tình trạng này đang diễn ra tại 4 công ty thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lãnh đạo công ty thủy lợi Sông Nhuệ cho biết từ đầu năm 2017, từ giám đốc trở xuống, mỗi người chỉ được tạm ứng 2 triệu đồng mỗi tháng. Do vậy, chỉ tính riêng tiền điện đã nợ khoảng 50 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán cho phía điện lực. Ngoài ra, các khoản tiền khác cũng không có khả năng chi trả. Giá là phải xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ tất cả các yếu tố chi phí hợp lý cho cái sản phẩm dịch vụ công ích. Phí chỉ là một phần trong cái phần giá, nhưng mà mang phí làm giá là không phù hợp. Tại Công ty Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội, với trên 600 cán bộ công nhân, định mức năm 2015 được cấp là 135 tỷ đồng. Nhưng 7 tháng đầu năm 2017, Hà Nội chỉ đặt hàng tạm thời, do vậy số tiền này chỉ còn 55 tỷ đồng. Mức thu thủy lợi phí thì được ban hành từ năm 2012. Đến nay thì các cái chi phí đều tăng như là chi phí bảo hiểm xã hội, chi phí tiền điện, và chi phí nhân công. Thì tất cả các cái chi phí trên mặt bằng đều tăng, nhưng mà với cái mức chi phí theo cái mức thủy lợi phí từ năm 2012 theo nghị định 67 thì công ty sẽ rất nhiều khó khăn. Hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng của tháng 1 năm 2018, nhưng thành phố Hà Nội cũng chưa đưa ra đơn giá định mức mới. Điều này đồng nghĩa với việc công nhân sẽ không quá trông chờ vào một giải pháp khả quan từ đơn vị chức năng. Và Tết này, có thể họ sẽ lại tiếp tục bị nợ lương.